Theo cục thuế thành phố Hồ Chí Minh, các cá nhân bị truy thu hàng tỷ đồng này thuộc đối tượng đã kê khai thuế nhưng chưa đủ do chỉ mới tạm khấu trừ trước 10%. Do đó theo quy định thì cuối năm cá nhân phải tổng hợp thu nhập để thực hiện quyết toán tại cơ quan thuế. Cũng theo cơ quan thuế, việc kiểm tra thuế của nghệ sĩ gặp rất nhiều khó khăn bởi họ thường không dùng tên thật mà dùng nghệ danh, ngoài ra đặc thù văn nghệ sĩ biểu diễn rất nhiều nơi ở các tỉnh thành và không có nơi cư trú ổn định. Từ nay đến cuối năm, Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện ra soát phân tích thông tin và mời nghệ sĩ đến làm việc. Ngoài ra, để tăng cường hiệu quả kiểm tra thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân có nhiều nguồn thu nhập, Cục Thuế đã giao kế hoạch kiểm tra cụ thể cho các chi cục thuế quận huyện để tiến hành đối với các đối tượng cư trú tại địa bàn.